Cơ chế chính sách phải đi trước để tháo gỡ vướng mắc trong việc tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đến năm 2015 theo phương án và đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đó chính là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại cuộc họp chiều nay. Trong gần 1.5 năm vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt 99 trong số 101 phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và phê duyệt 17 trên 21 đề án tái cơ cấu của các tập đoàn tổng công ty. Nhưng thực tế, triển khai phương án đề án đã duyệt, đặc biệt là việc thoái vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành chưa đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, cả năm ngoái chỉ có 22 doanh nghiệp, còn trong 5 tháng vừa qua chỉ có 16 doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp lại. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ rõ, Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 đã khẳng định vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa, đổi mới doanh nghiệp là một phần công việc quan trọng của nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, khó khăn còn nhiều, các bộ ngành địa phương càng phải quyết tâm cao độ. Sắp tới, cơ chế chính sách phải đi trước để tháo gỡ vướng mắc, ví dụ như chính sách về đất đai, về thuế, về tiêu chí phân loại doanh nghiệp, về lộ trình thoái vốn ngoài ngành. Phó Thủ tướng lưu ý, đổi mới doanh nghiệp sẽ chuyển theo hướng không phân biệt cấp địa phương mà sắp xếp theo ngành. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy việc tái cơ cấu tập đoàn Vinasin theo kết luận của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chú trọng tăng cường kiểm tra giám sát, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh như việc thoái vốn đã đầu tư ngoài ngành, xây dựng khuôn khổ pháp luật phù hợp và nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý của chủ sở hữu nhà nước. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành địa phương cần sớm có lộ trình cụ thể về sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để thúc đẩy nền kinh tế chuyển biến tích cực hơn.